If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Hello chị, là chúc mừng sinh nhật chị. À, lúc chị xem video này thì cũng là lúc sinh nhật của chị đã bắt đầu. Thì chị có chúng em có đôi lời để chị nhận ngày sinh nhật. Hôm nay chúc chị. Dạ, chúc em chúc chị luôn xinh đẹp, nhiều thật nhiều thành công trong công việc. Rồi, con nhìn đứa con nè. Sắp tới sinh nhật chị Khoa rồi thì em cũng có đôi lời thay mặt cho team tư vấn gửi đến chị Khoa một lời những lời chúc tốt đẹp về một sinh nhật thật là đáng nhớ. Mong chị tuổi mới có những thành công mới và luôn luôn vững bước trên con đường mà mình lựa chọn. Với cương vị là một người em của chị thì cũng không mong gì hơn là chị mình hạnh phúc và luôn mãi mãi luôn tươi trẻ, cố gắng tiếp tục đi trên con đường của mình. Dạ nha chị nhé. Xin chào tất cả mọi người. Em là Thảo. Như ai cũng biết thì em làm ở vị trí kế toán nội bộ trong KBM. Thì trong tháng 7 này thì em cùng đón một cái chị sinh nhật của một vị big boss, đó là chị Jessica Phạm. Thì lời đầu tiên thì em rất cảm ơn hai bác. Ngày này năm 1982 đã sinh ra một cô công chúa bé nhỏ nhưng mà bản lĩnh thì không hề nhỏ. Em chúc chị sẽ có một buổi tiệc sinh nhật ở Nha Trang cùng với tất cả mọi người thật trọn vẹn. Chúc cho chặng đường phía trước chị có thêm nhiều sự nhiệt huyết với nghề hơn, nhiều sức khỏe hơn, để khai thác được nhiều khách hàng tiềm năng hơn nữa, để chị và KBM có thể thêm cao hơn xa hơn nữa. Happy birthday chị. Happy birthday, happy birthday to you. Hello chị Khoa, thay mặt KBM thì rồi. Tò đây. Chị Khoa, em thay mặt phim các bạn thì có đưa lời chia sẻ. Sau đây, trong thời gian bị ăn cơm thì em rất là nhiều cái công việc và nhiều cái áp lực trong công việc. Cũng em rất là vui, rất buồn, rất là giảm tiếng người. Tuy nhiên, mục tiêu chung của em là luôn luôn trao đổi cho mình và những kiến thức để học được nhiều thông minh hơn. Và những câu hỏi của em đã đọc ở trên YouTube. Happy birthday, happy birthday to you. Cuối cùng chúc chị Khoa sinh nhật vui vẻ.